Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tech One Channel. Trở lại với chuyên mục Tech Tip ngày hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn một ứng dụng khá là hay giúp thay đổi hình nền điện thoại của bạn theo phong cách giả lập 3D. Trước đây thì có khá nhiều ứng dụng như vậy, nhưng mà mình dùng vẫn thấy ứng dụng này đẹp và sống động nhất. Đây, nó như thế này. Về hình ảnh thì nó được chia làm nhiều mảnh ghép lại với nhau như thế này. Thế nên là hiệu ứng 3D có thể thấy là khá là riêng rẽ và sống động phải không nào? Và ứng dụng này có tên là 3D Panoramic Background. Các bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trên CH Play, nhưng mà nó tính phí nhá. Cho nên mình vừa tìm được một bản ở FVN. Các bạn tải FVN, sau đó tìm và tải ứng dụng 3D Panoramic Background rồi cài đặt. Xong, bây giờ các bạn vào ứng dụng, chọn dòng thứ hai như thế này để chọn hình. Ở đây có khá là nhiều hình cho các bạn lựa chọn, để mình chọn thử một vài hình xem nào. Đây, hình ảnh khá là sống động và ảo đúng không nào? Đấy, các bạn nghiêng ngả như thế này, hình ảnh nghiêng theo khá là thích mắt. Vừa rồi, mình vừa giới thiệu đến các bạn một ứng dụng giúp thay đổi hình nền chiếc điện thoại của bạn. Nếu thấy hay, hãy like và subscribe để mình ra những clip hay hơn nữa nhé. Xin cảm ơn.